5 dấu hiệu cho thấy bạn là một linh hồn già. 1. Thường bị xem là kẻ lập dị. Bạn chuyên tâm làm việc bản thân nên làm, không tham gia vào những chuyện thị phi, đấu đá. Bạn cũng có những sở thích khác biệt so với hầu hết những người đồng trang lứa. Đó cũng là lý do mà đôi khi mọi người thường coi bạn giống như một kẻ lập dị. Tuy nhiên, bạn cũng không quá để tâm đến những gì người khác đánh giá bởi vì bạn cảm thấy hạnh phúc trong thế giới của mình. 2. Lắng nghe trực giác của bản thân. Nếu những linh hồn trẻ thường phải lắng nghe ý kiến của những người xung quanh để đưa ra lựa chọn, thì linh hồn già lại tin tưởng hoàn toàn vào trực giác của bản thân. Một linh hồn già coi trực giác như một hướng dẫn đáng tin cậy. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì qua những kiếp sống trước đây, bạn đã trải nghiệm và học hỏi rất nhiều bài học cuộc sống. 3. Tin vào tâm linh. Bạn có nhận thức sâu sắc về quy luật của vòng đời. Bạn hiểu rằng cái không phải là sự kết thúc mà chỉ là một bước đi trong quá trình tiếp tục hành trình tâm linh. Chính vì vậy, bạn luôn tìm kiếm và khám phá những kiến thức tâm linh để thỏa mãn mưu cầu khai sáng trên hành trình tiến hóa của mình. 4. Có mục đích sống rõ ràng. Những người sở hữu linh hồn già có trí tuệ sâu sắc để nhận biết điều gì có ý nghĩa với bản thân và mục đích sống của mình là gì. Bởi lẽ đó mà bạn sẽ khó rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân, chạy theo những vật chất tầm thường hay mất định hướng nghề nghiệp. Khi gặp khó khăn, thử thách, bạn có xu hướng coi nó là những bài học và nhanh chóng vượt qua những điều đó. 5. Khao khát tri thức và sự thông thái. Bạn luôn cảm giác bị thu hút bởi trí tuệ và sự thông thái. Thậm chí, bạn coi tri thức là sức mạnh vĩ đại nhất, thông thái chính là tự do của đời người. Chính vì thế, bạn luôn dành thời gian để học hỏi thêm những kiến thức mới, tìm kiếm sự thật